Theo ghi nhận ở nhiều địa phương, lượng mưa đo được trong mấy ngày qua gần 300 mm. Mưa to trong một thời gian rất ngắn khiến cho việc tiêu thoát nước chậm. Một số vùng đã bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tiêu thoát nước nhanh đang là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các địa phương để cứu vãn hoa màu, các diện tích lúa chưa thu hoạch và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Xóm Mậu 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Chỉ sau 3 ngày mưa liên tục, đã có hơn 50 hộ dân bị ngập. Mưa lớn cũng đã làm cho nhiều diện tích rau màu, ao nuôi trồng thủy sản bị ngập sâu trong nước. Việc ngập lụt cục bộ đã ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân và môi trường bị ô nhiễm. Một số gia đình là xây nhà và xây bờ rào là lẫn hết, muốn thoát nước cho nên là mỗi lần mưa, nhất là cả cái trời mưa như đợt mưa rồi là trong xóm hầu như nhà nào là cũng bị ngập vườn, rau thì chết, cây thì coi như bị chết úng, cả cái giếng khoan là bị ngập hết, nước sẽ ngấm xuống giếng khoan. Nếu như nhà ấy chưa dùng được nước ngoài á, thì nước giếng khoan tất nhiên là sẽ nhiễm bệnh. Mưa liên tục, lượng mưa lớn nên việc tiêu thoát lũ gặp khó khăn. Tại thành phố Vinh và các vùng phụ cận, hệ thống tiêu thoát nước còn thiếu đồng bộ nên không đáp ứng năng lực tiêu úng. Vì thế đã gây ngập lụt cục bộ ở nhiều vùng dân cư. Tại các hệ thống tiêu nước nội đồng như Bara Bến Thủy, Nghi Quang đều đang vận hành các cửa cống để kịp thời tiêu úng cho nội đồng. Ngay sau khi có tin cơn bão số 3 thì Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp đã chỉ đạo các cái đơn vị thủy lợi là thực hiện ngay cái việc là gạn tiêu, tiêu úng và tiêu sớm trước khi có mưa xuống. Thì tại thời điểm này thì lượng mưa ở trong khu vực Nam Nghệ An đã lên đến là gần 300 ly. Và tất cả các cái cửa cống tiêu Bến Thủy, Nghi Quang, Nghi Khánh, Thường Xá cũng như 33B trên địa bàn của hệ thống của chúng tôi đã mở hết được 4 ngày nay rồi. Nên cái việc tiêu úng là tương đối thuận lợi. Trong 3 ngày qua, lượng mưa đo được ở một số vùng như Quỳnh Lưu, thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc là 300 mm. Mưa lớn đã giúp cho các hồ chứa thủy lợi tích được thêm nước sau gần một năm hạn hán nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hiện nay là một số diện tích lúa mùa sớm, hè thu muộn vẫn chưa chín hoặc đã chín nhưng nông dân chưa kịp thu hoạch. Mưa đã gây ngập úng ở nhiều nơi. Tiêu thoát nước nhanh vùng nội đồng để chống ngập úng cho cây trồng, diện tích ao nuôi thủy sản đang là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương và ngành nông nghiệp hiện nay. Ủy ban huyện đã phát ngay công điện gửi cho ủy ban các xã thị trấn yêu cầu bà con nông dân thu hoạch ngay những cái diện tích lúa đã chín từ 8 phân trở lên để đảm bảo cái an toàn cho sản xuất. Thứ hai nữa là tập trung khơi thông các cái dòng chảy, đặc biệt là các cái vùng nội đồng để ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông. Thứ ba nữa là tập trung là chỉ đạo các cái công trình thủy lợi đang triển khai dang dở. Hiện nay thì là cái trung tâm của mưa bão cho nên là Sở Nông nghiệp đã có cái công văn chỉ đạo cũng như là chỉ đạo ở hiện trường là yêu cầu các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như các địa phương là trước mắt là phải khơi thông dòng chảy để tiêu thoát lũ là cái nhiệm vụ đầu tiên. Việc thứ hai tức là giao cho các cái đơn vị quản lý các hồ đập phải là bám sát theo khi các cái phương án về phòng chống lụt bão đã được phê duyệt để chuẩn bị bốn tại chỗ tốt để phòng khi mưa bão là mưa lớn. Theo dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên trong ngày mai trời vẫn tiếp tục có mưa. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có thêm nhiều vùng bị ngập úng cục bộ và công tác tiêu thoát lũ nhanh vẫn đang cần tiếp tục được duy trì. Một khuyến cáo đối với các bậc phụ huynh trong những ngày mưa lũ là cần chú ý an toàn cho trẻ, không để các em nhỏ tới các vùng nguy hiểm như ao hồ, sông suối và đi qua những vùng có nguy cơ sạt lở.